Con chào các cô, con chào các bạn. Con xin người câu hỏi cô. Nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn là do cơ thể bị nhiễm virus vi khuẩn. Ăn những thức ăn để lâu, ăn những thức ăn chưa nấu chín, có những thức ăn có độc như cá nóc, sâu biển, nó bị nhiễm khuẩn. Triệu chứng bị ngộ độc thức ăn là đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, sốt cao. Cách phòng tránh ngộ độc thức ăn là không để cơ thể bị nhiễm khuẩn, rửa tay trước khi ăn, ăn những thức ăn đã nấu chín. Nếu chúng ta bị ngộ thức ăn thì bổ sung nước, uống từ từ chút một. Nếu buồn nôn không nên ăn tiếp, tránh để làm lây bệnh cho người trong gia đình. Câu trả lời của con đến đây là hết rồi ạ. Con xin chào các cô, tôi xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các cô và các bạn ở lớp.